Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê chứng khoán sau cái phiên cuối tuần hôm qua ha. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng rất là mạnh ha. Cho đến nay thì bán 85.000 tỷ ha. 85.000. Năm 2023 cũng chỉ bán khoảng 20 mấy nghìn thôi ha. Tuy nhiên năm nay cái lượng bán kỷ lục ha. Đưa cái lượng nắm giữ xuống xa mốc 17%. Đó. Thì trong những phiên gần đây thì họ bán là nó khá là rộng, khá là rộng trên nhiều cổ phiếu. Đây là một trong những cái nguyên nhân nó tác động nghiêm trọng đến thị trường. Trong các cái video trước đây thì nếu các bạn xem kỹ các bạn sẽ thấy có cái biến và các cái biến đó nó diễn ra theo cái chiều hướng cái kịch bản là tỷ giá đô la và nhà đầu tư nước ngoài, cái biến đó. Thì trong những cái biến đó thì chúng ta thấy có cái chốt chặn, có thể hiểu là mình nên đã giảm tối đa về 1180 1180. Thì trong cuối tuần vừa rồi tôi có làm cái video nói về đáy thị trường và phương pháp để mà bắt đáy trong cái đợt này. Trên nguyên tắc chúng ta dùng cái tiền mặt khi vn index nó tiến về những cái vùng thấp. Thì hôm qua chúng ta thấy vn nó đã về tới cái điểm thấp nhất là 1205. Còn cái này là cái phiên đóng cửa tuần. Thì trong cái video đó tôi nói rất rõ về cái kịch bản của thị trường, phương pháp bắt đáy nhóm cổ phiếu. Đó. Chúng ta thấy cái kịch bản mà xấu nhất là vn index về 1180. Tại sao nó là 1180? Thì đây, thì chúng ta thấy nếu chúng ta xác định cái đáy 2023 nó là 1020 ha, 1020 nè, 1020 ta thấy như vậy. Còn trong năm nay thị trường tăng trưởng 18%, thì nó tương đương với 1003,5. Thì cái đáy thị trường trong năm nay đúng chuẩn tăng trưởng này
thì nó nằm ở 105. Đó. Và tôi nghĩ cái vùng này nè, cái vùng từ giá hiện tại, tức là nó đạt xuống 105 rồi đúng không? Từ 105 này nè, đến cái đáy của cái tầng này nè, đó, cái tầng này chính xác nó là 1173, 1170 đó. Thì cái vùng này nó kích hoạt cái việc giải chấp là điều số 1. Cái điều số 2 là nó kích hoạt cái dòng tiền tươi. Đó, đúng rồi. Hay là tiền tươi nó vào thị trường. Đó. Đó là kích hoạt. Nó kích hoạt tiền tươi vào thị trường. Đây, cái vùng này. Đó. Vùng này này. Đó. Nó kích hoạt tiền tươi vào. Nè nè. Thì khi mà VN Index nó về vùng này thì tất nhiên những cái người săn đón giá rẻ, người ta nhảy vào, người ta mua. Và năm 2025 thì cái vùng này là cái vùng định giá rất rẻ, rất rẻ. Thì bước sang năm 2025 thì chúng ta thấy nếu VN Index mà dưới cái vùng 1200, nó kết thúc năm 2025 mà nó dưới cái vùng 1200 thì nó tương đương với cái mức PE quanh 10 thôi. 10x, như vậy là vùng đáy. Nó sẽ là vùng đáy. À. Thành ra cái VN Index nó về cái vùng này thì anh em mua hết tiền tươi sẽ thắng lớn. Còn margin thì phải biết đánh, phải biết phương pháp. Rồi. Thì ở đây tôi có đưa ra một cái kịch bản là chiết khấu tỷ giá thị trường tiền tệ và chiết khấu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Đó. Kịch bản như thế này. Thì đối với tỷ giá đó, thì tôi thấy rằng nó lên cái mức 106, vượt luôn cả mức 106. Thì cái tỷ giá nó đã phản ánh một phần nào đó lên cái việc mà ông Trump mở rộng kinh tế. Nhưng đối với cái Việt Nam đồng thì nó lại là một cái áp lực rất là lớn. Thì hiện nay có thể thấy là cái chính sách thì trên thị trường tiền tệ nó bắt đầu có cái sự thay đổi, đúng không? Và một số ngân hàng cũng có cái dấu hiệu tăng lãi suất. Tăng lãi suất. Thì trong cái đợt tỷ giá này, cộng với nhà đầu tư nước ngoài bán ròng là cái nguyên nhân chính dẫn đến thị trường nó giảm giá. Và cái nguyên nhân này thì ai cũng có thể suy nghĩ nó ra. Chứ không phải là khó lắm. Thì tôi định cho thị trường rằng là nếu nó chiết khấu hết cái tỷ giá và chính sách trên thị trường tiền tệ và chiết khấu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng thì thị trường sẽ đạt đáy. Đó. Mà chuẩn ở cái tầng này thì chúng ta thấy nó là 1170 ha. Mà ở cái đáy trước này nè là 1180. Đó, chúng ta có thể hiểu VN Index mà về 1180 thì nó là đáy của thị trường. Đáy của thị trường. Đó. Tại vì về cái mốc này thì cái lực cầu tiền tươi họ nhảy vào họ mua đó là rất là khỏe. Đó, rất là mạnh.
Và cái mốc này là cái mốc an toàn, bởi vì nhìn sang cái 2025 thì định giá nó PE nó tương đương nó 10 thôi. Tương đương 10 thôi. Và chúng ta thấy các cái mốc trong lịch sử, ví dụ như năm 2022 ha. Đó, cái vấn đề trái phiếu, tỷ giá vân vân ha. Thị trường nó về cái mức PE 10x. Và trong một thời gian dài tính bằng thập niên thì chúng ta thấy VN Index chỉ có 4 lần chính nó về cái mức PE dưới 10. Thì thành ra cái cơ sở để mà nói cái đáy 1180 này nè là đáy, nó là rất chính xác. Nếu mà VN nó về tại cái mốc này mà nó có những cái sự kiện bất lợi lớn nó xảy ra thì nó vẫn có thể giảm tiếp, đúng không? Giảm tiếp. Nhưng mà những cái mức giảm tiếp như thế đó thì dòng tiền vào rất là khỏe, rất là mạnh. Đó. Và nó cũng hồi phục ngay. Và chúng ta thấy, ví dụ chúng ta thấy VN Index nó về 1.000 điểm rồi. Này, nó về 1.000 điểm là nó giảm lắm rồi. Nhưng mà vì cái lượng giải chấp rất là lớn nên nó cuốn cái VN Index về xuống tới là 880 điểm. Đó, 880 điểm. Và ngay lập tức sau đó nó hồi phục lên 1.000 ngay. Lên 1.000 ngay. Có nghĩa là tại điểm ngang này này, các bạn có thể mua dần tiền tươi không, xuống tới dưới này mà nó hồi phục lại có thể là mua thêm margin, ví dụ như thế, ăn thua cái chiến lược của các bạn đó. Thì về cái vùng này thì tôi gọi nó là hút tiền tươi do định giá, hút tiền tươi do định giá. Và chúng ta view thị trường 2025 1180 này thì nó tương đương với PE 10. PE 10x. Đó. Như vậy chúng ta chiết khấu 4 quý của 2025 vào thì chúng ta mới thấy nó là cái đáy. Nó là cái đáy. Thành ra tôi gọi là cái 1180 này nè, vùng này nè, nó là đáy của thị trường. Tất nhiên tại cái điểm này nó đừng có những cái sự kiện xấu lớn nó xảy ra, không? Ví dụ như tên lửa nó bay trên đầu, không? Thì cái việc đó nó lại khác, không? Tại vì trong quá khứ VN Index đã 2 lần có cái kịch bản VN Index nó về 9. Về 9. 2-3 lần gì đó nó về 9. Về định giá 9 là rẻ không tưởng. Các bạn mua là auto giàu. Auto giàu. Nên tôi gọi cái vùng này là cái điểm mua an toàn. Tất nhiên chúng ta mua cổ phiếu nào đó là chúng ta thấy có một cái danh sách cổ phiếu tạo đáy trước thị trường chung. Đó. Thì sẵn đây chút xíu tôi cũng post lên cái video cuối tuần vừa rồi. Cuối tuần vừa rồi tôi làm cái video mà tôi post cho anh em nội bộ thôi. Đó, tôi post cho các bạn xem về cái view, cái đáy của thị trường. Thì hiện nay tôi nghĩ đối với tỷ giá thì có thể nó đã chiết khấu gần hết rồi. Chiết khấu gần hết.
Và trên thị trường tiền tệ có thể có những cái bất lợi đối với nhóm tài chính, thì có thể nó vẫn còn. Còn thị trường đã chiết khấu cái này chưa thì cũng chưa đánh giá được hết. Tuy nhiên nó cũng đã chiết khấu được khá nhiều. Và cái còn lại chính là cái nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Cái này. Cái này. Cái này. Đó. Tức là thị trường vẫn còn cái biến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Ví dụ như hôm qua chúng ta thấy VN Index nó rút chân, rõ ràng nó rút chân này. Cái nến nó rút chân kha khá nè, nó rút chân khá. Đó là như phiên hôm qua cái lực cầu khá tốt. Chúng ta nhìn ở cái lực cầu này chúng ta thấy là cái hoạt động mua giá rẻ nó có diễn ra. Thì đồng thời bên kia cũng cái lực bán đôi, rồi cái nhà đầu tư nước ngoài bán quá mạnh. Đó. Thì chúng ta thấy đó, cái kịch bản nước ngoài bán ròng này này là nó đang ở phía trước và chúng ta cũng không đoán được. Chúng ta chấp nhận cái việc nhìn nó xảy ra như thế nào, chúng ta ứng phó. Chứ còn mà dự đoán thì có thể nói là vô phương, không dự đoán được. Và như hôm qua là cái kịch bản, cái phiên mà nó rút chân do cái lực cầu giá rẻ nó tốt. Tuy nhiên ví dụ như hôm nay họ lại vác ra 1.800 tỷ họ bán tiếp thì cái vấn đề nó là khác. Chung chân liền. Bên mua chung chân liền. Tại vì vốn dĩ là cái dòng tiền nó đang yếu. Thì đối với phiên hôm qua thì hôm nay thì không có gì đảm bảo cái việc nhà đầu tư nước ngoài hết bán ròng, không có gì đảm bảo như thế. Đó. Và giả sử như nhà đầu tư nước ngoài hết bán ròng, thị trường sẽ lập tức tăng ngay. Đó. Cái chuyện này nó không có dự đoán được. Đó là chúng ta nhìn trên cái toàn diện, cái thị trường chung. Nên bây giờ chúng ta thấy cái cổ phiếu mà nó tạo đáy trước thị trường chung đó, là cái cổ phiếu đó nó mới quan trọng. Có cái độ giảm giá tốt, có cái dòng tiền hấp thụ tốt đó. Và có một cái tương lai sáng lạn, cái cổ phiếu đó hấp dẫn. Chứ còn cái cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài bán ra rất mạnh, làm cho cái lưu hành của nó tăng lên rất mạnh, thì nó hồi nó khó tăng giá. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó hồi lên nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán thì nó cũng sẽ gây áp lực khá lớn lên cổ phiếu đó. Chúng ta có thể thấy và hình dung được trong năm nay nhà đầu tư nước ngoài có thể bán ròng lên 100.000 tỷ, 100.000 tỷ. Gấp 4 lần năm ngoái. Nó thể như thế. Và trong 4 năm gần đây, trong 5 năm gần đây, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng. Có thể thị trường về cái mức ở 2022
thì họ tham gia vào bắt đáy. Bắt đáy do thị trường giảm quá sâu. Và bắt xong thì 2023 họ chốt lời hay thôi. Chốt lời với một cái lượng tương ứng. Thì xem như 2023 với 2022 là không có, nó cân bằng. Nó cân bằng. Và chúng ta tính rằng cho đến nay thì nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 160.000 tỷ, khoảng trăm, hơn 160 đến 170 đó, khoảng 170.000 tỷ lượng bán ra rất lớn. Và chưa bao giờ cái tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài mà nó xuống thấp như hiện nay. Phải tính là chắc cũng phải hai thập niên rồi. Hai thập niên. Giống như chúng ta cảm nhận được cái việc tay họ rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì những cái này thì trong nhiều video tôi cũng nói với anh em rất nhiều. Đó. Và anh em cũng thấy đó là trong cái đợt giảm này, trước cái nguy cơ giảm, thì tôi nói anh em nó gãy cái mốc 1250 này nè, 1260, 1250 này nè, nó gãy cái mốc này. Đó, là chúng ta thấy đây nó giống như là một cái line. Chúng ta thấy trên thị trường nó có một cái line như thế này. Đó, một cái line như thế này. Và chúng ta thấy cái line này, thị trường nó giằng co ở cái line này, nó lên không được và nó tụt luôn. Đó, chúng ta thấy. Và khi nó gãy cái line này, cái line này nó khoảng 1260 đó. Đó, nó gãy cái line này. Đó, thì chúng ta thấy. Đó, thì nó đi luôn. Đó, nó đi luôn. Và ở đây chúng ta thấy cái kịch bản, các cái kịch bản bất lợi trên thị trường nó diễn ra. Diễn ra. Thì trọng tâm vẫn là tỷ giá, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh. Gãy đi luôn và về đây này. Và rõ ràng tại đây chúng ta nhận diện được những cái biến trên thị trường nó lớn mà nó tác động xấu, thì chúng ta trở ra một cái chiến thuật để chúng ta dự trữ sức mua, chúng ta phòng ngự trở lại, thì nó về dưới này chúng ta sẽ mở ra cái cơ hội mới. Còn chúng ta cứ định theo cái ý kiến cá nhân của mình, chúng ta trì hoãn cái việc phòng thủ, chúng ta cứ mở rộng cái tấn công, mở rộng cái sử dụng margin, thậm chí mở rộng cái full margin, thì tại đây chúng ta trở thành tâm của khủng hoảng. Tức là chúng ta đưa mình vào cái thế rất là xấu. Và khi mà VN Index nó lao xuống dưới này thì chúng ta cạn kiệt sức mua. Giá cổ phiếu rẻ nhưng mà chúng ta bất lực, chúng ta nhìn nó thôi chứ không có tiền để mua. Đó là cái điểm khác biệt mà anh em thấy trên cái kênh YouTube của mình. Anh em thấy là những cái lần mà mình view thị trường, view thị trường nó gần như là nó chính xác. Trong quá khứ chúng ta thấy cái đáy này chính xác, cái đáy này chính xác, và cái đáy này, đặc biệt cái đáy này, cái đáy này chính tôi nói thị trường giảm tối đa về 880, 880, và nó về thật. Nó về thật. Nó về thật. Vào cái năm đại dịch. Vào cái năm đại dịch thì tôi cũng lên Facebook vào ngày
31 tháng 3 đó. Đó. 31 tháng 3 đó. Tôi nói 650 này là cái cơ hội ngàn năm có một, ngàn năm có một đó. 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 Ngàn năm có một. Và anh em mua ở cái mốc dưới 700 này này. Dưới 700 này anh em thắng rất là lớn. Đó, rất là lớn. Cực kỳ lớn. Và cái đáy này nó cũng tương đương với cái đáy ha, cái đáy. Đó. Cái đáy này anh em. À không, cái đáy này ha, cái đáy này đúng 235 đó, tôi nhớ đó. Đó 235. Cái đáy này vào năm 2009 đó. 2009 đó. 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 Tôi cũng mạnh dạn nói về cái đáy này. Và nó cũng không có gì xa xôi, nó dựa trên cơ sở định giá thị trường thôi. Đó. Định giá thị trường đó. Và chúng ta thấy cái giai đoạn khó khăn của thị trường này ha. Khó khăn của thị trường trong 2 năm. Trong 2 năm đó. Giai đoạn khó khăn của thị trường trong 2 năm đó. Nó chỉ dao động ở đây thôi ha. Chỉ dao động. Và bây giờ nó cũng thế thôi đó. Thì tại đây ấy, Tại đây ấy, thì chúng ta thấy đó, đó. Đó. 1180 là cùng. Trường hợp nó có 6 lắm này nè. 1150. 1150 về vùng. Nhưng mà tại gần cái này thì có nhiều cổ phiếu nó sẽ tạo đáy trước. Tạo đáy trước thị trường chung. Đó. Thì việc của anh em là ôn in tiền mặt xong hết phim. Dục đó đi, thằng lớn. Thế thôi. Chả phải suy nghĩ gì. Tất nhiên cái việc chọn cổ phiếu là nó phải có tiềm năng ở 2025. Nó có câu chuyện, nó có sự kỳ vọng lớn trong 2025. Thì lúc đó anh em mới thắng. Chứ chúng ta chọn cái cổ phiếu mà 2025 nó không có gì thì thua không? Thì thua. Ví dụ như nhóm công ty chứng khoán chẳng hạn đó, mà tay nó cứ bán thế này, nó cứ giảm thế này thì báo hiệu một cái quý 4 đó. Kết quả kinh doanh quý 4 nó vô cùng xấu. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, định giá nó rất cao. Lâu nay tôi nói với anh em là chúng ta định giá cổ phiếu phải dựa vào cái lãi suất chuẩn trên thị trường. Lãi suất chuẩn trên thị trường. Và khi chúng ta quy giá tương lai về hiện tại nó phải vượt trội hơn lãi suất thì cái đầu tư nó mới hiệu quả. Mới hiệu quả. Đó. Chứ còn mà cổ phiếu mà nó định giá ở trên trời thì thua. Thắng thì cũng có, thắng lớn cũng có. Nhưng mà mỗi khi nó có chuyện thì là chết. Tôi dám khẳng định với anh em là nó về cái vùng cái kịch bản xấu nhất này đó, anh em ôn in tiền mặt đó. Không giảm bao nhiêu nữa đâu, cho dù nước ngoài bán đó. Tôi nói với anh em khi mà nó về cái vùng 1180 này nè, mà nó xấu nó xuống tiếp nè, họ bán tiếp nè, tay họ bán tiếp nè,
Tôi nói nè em, lúc này bán ra bao nhiêu người ta mua bấy nhiêu hả? Tại vì có những nhà đầu tư người ta chỉ cứ chờ đợi cái cơ hội này thôi, và họ mới là người nhiều tiền hả? Họ mới là người nhiều tiền. Tôi kể với anh em cái vụ mà 880 này nè hả? Tôi kể em vụ 880 khi mà nó gậy về đây nó gần rồi nè. Lúc đó tôi có nói chuyện với cũng hơn 10 cái nhà đầu tư lớn hả? Nhiều người khoe tôi là mẹ anh nộp vào mấy nghìn như thế, mẹ cho hôm nay là con ngày rồi mà anh giải ngân 1.000 tỷ một ngày. Mấy cơ hội nghìn năm có một. Mấy ông cũng tham khảo ý kiến của tôi là mẹ mua như thế nào. Tôi nói ở đây là không có sử dụng margin, mà anh cứ vác tiền tươi vào là anh cứ múc, cứ giảm anh múc, kể từ đây là anh cứ múc múc khi nào hết tiền thôi, lỗ cái mẹ nó không quan tâm, không quan tâm, kiểu gì anh thắng không bao giờ thua đó. Bởi vì sao? Cái định giá thị trường nó về cái mức hấp dẫn đó. Mức hấp dẫn tội gì không mua hả? Tội gì không mua, tại vì nó ở những cái vùng như thế này nè, những cái vùng như thế này là một bên ấy, là đâu có muốn bán đâu, bên dự cổ phiếu không chẳng muốn bán đâu, nhưng mà ta giải chấp rồi hả? Ta giải chấp rồi hả? Có nghĩa là gì? Những cái đợt giải chấp lớn chính là những cái đợt bán cuối cùng. Bán cuối cùng. Sau khi giải chấp xong, tiền tươi ngoài thị trường họ nhảy vào họ mua đó, thì ai bán nữa? Các bạn nghĩ ai bán nữa? Chả ai bán nữa, thì automatic nó lên. Và khi nó lên thì nó lại tăng sức mua. Tăng sức mua. Và những cái thằng cha mà nó bắt đáy tiền lớn đó đó, dễ gì nó bán ra các bạn. Dễ gì nó bán ra. Khó lắm. Nó đã mua được giá rẻ rồi, dễ gì nó bán ra. Và lúc ấy thị trường nó quay đầu, có nghĩa là sức mua nó tăng. Và các bạn biết thị trường chứng khoán nó ngộ đời lắm á. Càng giảm càng không có tiền mua. Khi nó tăng nó nợ sức mua, nó kích thích cho cái việc tăng nữa. Nên đặc điểm của nó là nó dao động mạnh, đúng không? Nó dao động mạnh. Và cái yếu tố tâm lý nó tác động lên thị trường rất là lớn. Rất là lớn. Thành ra tôi cũng nói với các bạn, cái vùng này nè, vùng này nè, nhiều cái dòng tiền nó vào, nó auto nó mua, nó không quan tâm. Những cái sai đầu tư lớn nó đâu có nghĩ với các bạn, nó không quan tâm. Mua xuống lỗ kệ nó, cứ mua thôi. Mua. Đó. Tại cái vùng này này, đó, cái số mà anh em chiến hữu mà chơi với tôi đó hả? Một số người đó hả? Mua trên chục nghìn tỷ đó hả? Mua trên chục nghìn đó. Đó. Và tới đây họ cũng mua. Họ mua. Nên cái kịch bản á, mà thị trường về lũng 1.200 đó, tức là nó về 1.180 cho đến 1.150 đây đó, đó. Không tới 1.150, 1.160 thôi nè. Tôi vẽ cái đường này đó. Kịch bản nó về đây thôi đó. Về đây thôi nè. Kịch bản nó về đây thôi. Là các bạn cứ biết có cái dòng tiền nó lạ lắm. Có cái dòng tiền nó lạ lắm. Cứ ra bao nhiêu con người nó mua hết bấy nhiêu. Lúc này tiền ở đâu nữa, không mua lên nào, không mua lên. Mà các bạn cứ xuống ra bao nhiêu, bao nhiêu, mua nhiều. Nó hấp thụ ghê lắm. Cứ bán ra bao nhiêu, nó hấp thụ bấy nhiêu. Đó là cái đặc tính của một cái thị trường mà nó quá bán. Và nó rơi về cái mức định giá quá thấp. Đó là cái món hời mà, món hời. Thì tôi từng ví cái đáy này
Đó. Tôi từng ví cái đáy này, tôi nói trong cái đáy này nè, tôi nói rất nhiều ở trên trên Facebook, trên mạng, trên YouTube. Tôi nói rất nhiều cái đáy này. Tôi nói cái này nó chẳng khác gì cái việc các bạn đang ở cái nhà 10 tỷ. Bây giờ các bạn bán cái nhà đó 3 tỷ, 4 tỷ. Chẳng khác gì như thế. Rồi bây giờ ông bán cái nhà đó 5 tỷ. Nếu các bạn có cái nhà như thế, các bạn có bán không? Không. Chắc chắn các bạn không bán. Đó. Nhưng mà cũng tại cái điểm này, tại cái điểm này mà trên thị trường nó quá đông người không có tiền, bất lực, và cái margin nó bị giải chấp. Thì bị giải chấp thì bất lực nhìn nó giải chấp thôi. Và đó là cái cơ hội, cơ hội cho người khác. Bởi vậy chúng ta thấy kịch bản thị trường nó xấu, và chúng ta dự trữ sức mua để mà mua ở cái vùng như thế này đó. Thì cái điều đó nó mới quan trọng, nó mới quan trọng. Thì chúng ta lật cái đáy này trở lại lên trên này. Bây giờ làm gì có chuyện nó về 1.000 nữa, đúng không? Nó về 1.000 nữa, làm gì có chuyện đó. Ngoại trừ trái tên lửa bay trên đầu thì nó về thôi. Cái chuyện đó thì chúng ta lại chiết khấu cho những cái biến mới và tương lai. Đó. Chứ còn khi mà định giá nó về thấp thì cái dòng tiền mua này này họ cũng auto mua. Và cái bên bán ấy, họ cũng chỉ ở cái rơi vào cái trạng thái ví dụ như mấy người đánh kho và bán cháy tài khoản và bán. Rồi mấy người bị margin và hạ tỷ lệ đó. Vân vân đó. Vân vân. Chứ còn ai bán? Ai bán? Chả ai bán cả. Đương nhiên trong thị trường, mặc dù và nên đã nó về 1180 đi nữa đó, nhưng mà cũng có nhiều cổ phiếu nó định giá rất cao, nó ảo lắm, ảo tung chảo đó. Nhưng mà có rất nhiều cổ phiếu đó, có rất nhiều cổ phiếu nó đã rơi về cái vùng rất là hời đó, nó mua thôi. Thì đương nhiên cái dòng tiền lớn họ mua, họ chọn cổ phiếu chứ đâu có mua bậy đó. Đấy, như thế. Và khi giải chấp như thế, giải chấp ra bao nhiêu, hấp thụ bao nhiêu đó. Thì tôi nói anh em, nếu mà nó lụng 1.200 đó thì nó có cái đợt giải chấp lớn. Thì hiện tại thị trường nó cũng đang gọi là giải chấp rồi đó. Bởi vì sao? Nhà đầu tư không chờ đến công ty chứng khoán bán đâu. Họ thấy cái tỷ lệ margin cao và nó cái tỷ lệ nó đã đi về gần về cái vùng mà nguy hiểm, là người ta hạ, người ta tự hạ. Hãy nói tóm lại, bây giờ nhà đầu tư chủ động hạ cổ phiếu trước khi bị giải chấp đó, thì cái hành động đó mà trên một cái diện rộng cũng có nghĩa là gọi là tự giải chấp lấy mình. Thế thôi, nó với giải chấp thì nó không như nhau, có điều nó diễn ra sớm hơn so với cái việc ở đây công ty chứng khoán vác ra bán đó. Đây nè, công ty chứng khoán vác ra bán. Nhưng bây giờ không có đâu, nhà đầu tư họ tự bán. Họ tự bán. Thì thành ra anh em cũng phải hiểu cái chuyện tôi gọi giải chấp ở đây là nó mang cái ý nghĩa đó, chứ không phải công ty chứng khoán vác ra bán. Cái đó nó ít lắm, nó không có nhiều, mà nhà đầu tư tự giải chấp là nhiều, là nhiều. Thì anh em cứ lưu lại xem cái kịch bản này tôi nói có đúng không, tôi nói có đúng không. Và tôi cũng để mở cái việc, ví dụ như vừa nay đã về tới đây mà nó nổ ra cái gì đó quá xấu, đó là nó giảm tiếp, thì chúng ta thêm vào một cái biến để chúng ta chiết khấu nó vào, thế thôi. Nhưng mà ví dụ như giờ nó về 1180 mà anh em mua tiền tươi, nó có về ngàn ngàn mốt đi nữa kệ mẹ nó, quan trọng gì
chả quan trọng gì đó, lộ cái mẹ không ăn. Tới tới những người mà mua như thế này lộ nữa thì chả ai còn tiền lên thị trường đó, đó. Và đối với những người chuyên nghiệp thì ví dụ 1180 họ mua hết tiền mặt đó, về ngàn mốt thì họ xem một cái điểm nào đó họ xài margin, và đương nhiên xài margin là có phương pháp đó, cũng tuyệt đối thắng với cái biến nào nó nổ ra, đúng không? Còn ngày mai nó nổ ra cái biến gì bố ai biết được, không sao biết được, tôi chịu đó anh em thiên tài, anh em biết cho tôi chịu, tôi chịu. Nhưng mà tôi nhìn cái đáy thị trường dựa trên cái cơ sở phân tích về định giá đó là nó cực kỳ chuẩn, phải nói nó cực kỳ chuẩn chứ đó. Đó thì trong quá khứ đó, trong quá khứ anh em thấy đó, những cái đáy lớn trên thị trường tôi đều đúng cả. Cái này không phải là nói là cái việc mà mình tự cao hay là mình khen mình, không phải như thế, mà chúng ta thấy thị trường những cái đáy lớn nó đều ở cái vùng PE 9-10 đó, đáy lớn đó, PE nó 9-10 và nó luôn luôn đúng, và nó luôn luôn đúng. Các bạn nghĩ sao một cái thị trường chứng khoán mà PE nó về 10 thì không mua thì lên PE 20 mua à? Đúng không? Nó quá hời so với cái mức định giá chuẩn của thị trường là PE 13-14 đi. Thì PE 10 là chúng ta phải có cái lợi ích trong đó ít nhất 40%. Ít nhất 40%. Quá sướng hả? Cơ hội đó có thể ví nó cơ hội nghìn năm có một đó. Bởi vậy tôi nói thị trường chứng khoán mà chẳng may nó gãy về đây là cơ hội nghìn năm có một, nghìn năm có một. Thì tất nhiên cái đáy này nó không bằng cái đáy này đâu, cái đáy này giá cổ phiếu nó nát lắm đó, cái đáy này với giá cổ phiếu nó cao, khá cao so với cái đáy này. Thì tuy nhiên tôi thấy đó, thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây thì nó cũng méo mó lắm ha. Và các bạn biết cái đợt giảm giá này ha, đợt giảm giá này chúng ta thấy cổ phiếu nó không có cái nhiều, cổ phiếu nó không có cái kỳ vọng thực tế mà nó kỳ vọng ảo, nó tăng giá là nhiều, tăng giá là nhiều, nên cuối cùng nó cũng gãy thôi, kiểu như thế. Đó. Và chúng ta nhìn sang cái năm 2025 để chúng ta đánh giá doanh nghiệp và nó sẽ chiết khấu vào giá, và cái đánh giá đó nó mang tính chất thực tế. Ví dụ như những cái nguồn lợi kinh doanh, cái sự kỳ vọng lớn đó, đó nó phải thực tế chứ nó không có ảo. Đó. Nó không có ảo. Đó. Ví dụ như giờ chúng ta thấy khi ông Trump lên thì chúng ta nghĩ có người nói là vận tải biển không dám đâu, khi mà thương mại tự do mà bị nghiêm trọng, bị ông ấy đánh cái thương mại tự do đó mà tăng thuế rồi các kiểu, thì cái vận tải biển là nó xấu chứ không phải nó tốt. Lúc này cái lưu lượng hàng hóa sẽ giảm, ví dụ thế. Mà chúng ta nghĩ nó tốt thì tôi không chịu. Đó. Còn ví dụ như trước đây chúng ta thấy chính phủ mở rộng cái chính sách tài khoá là cái đầu tư công nó bùng nổ. Rồi chúng ta thấy các cái cổ phiếu đầu tư công tăng ầm ầm ầm, mà cuối cùng sao? Lợi nhuận có đó. Đéo có miếng lợi nhuận, chả có cái tăng lợi nhuận tí nào, chả có lợi nhuận, lợi nhuận chả về mà nó tác động tới định giá máy, cuối cùng rớt đài thôi đó. Rớt đài thôi chúng ta cái đó gọi là kỳ vọng ảo, nó không thực tế đó. Ví dụ như một doanh nghiệp nào đó chúng ta thấy nó có cái sự kỳ vọng là nó mang lại cái lợi nhuận về lớn ở trong tương lai, và cái lợi nhuận về đó là thực tế,
thực tế nó về, thì giá cổ phiếu nó mới tác động được, nó mới tác động lên giá cổ phiếu được. Hay những cái kỳ vọng lớn nó mang lại, nó gia tăng cái giá trị doanh nghiệp, và cái giá trị đó nó phải thực tế chứ không phải là ảo. Không ảo tức là có cái thông tin gì đó tốt nói ngay. Tôi ví dụ bây giờ chúng ta nói cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam không đầu tư 70 tỷ đô, ví dụ như thế, đó là cái nguồn lợi rất lớn đối với doanh nghiệp, đúng không? Nhưng mà Đại Bác bắn có tới đâu? Đại Bác bắn cha tới. Ví dụ như giờ nói Hòa Phát làm thép cho cái đường sắt cao tốc Bắc Nam, đúng không? Ví dụ như thế. Thì cái giai đoạn mà ráp cái đường ray đó đó, giai đoạn ráp cái đường ray đó đó, ít nhất phải 5 năm nữa. mà các bạn còn tính còn xa hơn, cái các bạn chiết khấu còn hơn cái bàn tay đó. Tay nó đầu tư nó tính tăng trưởng 10 năm rồi này kia, tính thực tế, còn đường ray nó đang nằm dưới ghe các bạn, sản xuất đường ray nó đang nằm dưới ghe các bạn. 2027 mới khởi công, mà ít nhất cùng 2030 mới ráp cái đường ray. Đại Bác bắn chưa tới. Nhiều khi các bạn kỳ vọng cái đó, như khi khi biết mình còn sống chưa, đã sản xuất được chưa. Đó là cái kỳ vọng ảo. Kỳ vọng ảo. Vậy thôi các bạn ha. Rồi chúc các bạn giao dịch thành công.